tập thể dục được ghi nhận là một trong những cách tốt nhất để cải thiện sức khỏe tim mạch. Chỉ 15 phút mỗi ngày có thể tạo ra sự khác biệt về sức khỏe tim mạch và tuổi thọ của bạn. Một nghiên cứu mới trên tạp chí Nature Communication đã chỉ ra lý do tại sao tập thể dục lại có lợi cho trái tim của chúng ta. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm tác động của việc tập thể dục lên tim của hai nhóm chuột. Nhóm đầu tiên được sử dụng bánh xe chạy mà họ có thể sử dụng tùy ý, trong khi nhóm thứ hai không được sử dụng bánh xe và được sử dụng như một nhóm điều khiển ít vận động. Những con chuột được tiếp cận với bánh xe chạy khoảng 5,5 km mỗi ngày. Nhóm nghiên cứu đã theo dõi hai nhóm chuột trong khoảng thời gian 8 tuần và nhận thấy sự khác biệt lớn trong tâm hồn chúng. Những con chuột tập thể dục đã làm tăng khối lượng của tim và có dấu hiệu tăng phì đại tim, tăng trưởng và phát triển của các tế bào. Nói cách khác, những con chuột tập thể dục đang tái tạo tế bào tim của chúng. Hiệu quả là khá lớn, với những con chuột tập thể dục tạo ra khoảng 4,5 lần số lượng tế bào tim mới so với nhóm đối chứng. Trong một nghiên cứu thứ hai được công bố trên tạp chí Physiology International, những con chuột già được chia thành các nhóm ít vận động, tập luyện cách quãng cường độ cao hoặc tập luyện sức bền. Hai nhóm tập thể dục cho thấy tỷ lệ tái tạo tế bào tim tăng lên, giúp giữ cho trái tim của họ trẻ hơn một cách hiệu quả. Lão hóa làm giảm khả năng tái tạo tế bào của tim. Vì vậy, tập thể dục có thể có những lợi ích đáng kể để duy trì và cải thiện sức khỏe tim khi chúng ta già đi. Tế bào tim ở người tương đối khó tái tạo và mất tế bào tim có liên quan đến suy tim. Tái tạo tế bào mới cũng có thể giúp bệnh nhân phục hồi sau cơn đau tim. Cơn đau tim làm tổn thương tế bào tim và tái tạo tế bào là một phương pháp phục hồi quan trọng. Điều thú vị là tập thể dục cũng có liên quan đến sự phát triển của các tế bào não mới và tăng khả năng kết nối của não bộ. Cơ thể con người có khả năng tái tạo đáng kinh ngạc. Và tập thể dục có thể cải thiện và đẩy nhanh các phẩm chất tái tạo của cơ thể. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!